mỹ nhân hoa ngữ chạm ngưỡng U50, U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột ăn đứt gái đôi mươi. Lý Nhược Đồng, Hứa Tình, Ôn Bích Hà là những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí hoa ngữ. Mặc dù ở ngưỡng U50, U60 nhưng họ khiến khán giả phải bất ngờ khi vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng nuột nà ăn đứt gái đôi mươi. 1. Hứa Tình Thánh. Cô Hứa Tình là một trong mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí hoa ngữ. Cô cũng thường xuyên lọt vào danh sách mỹ nhân không tuổi. Nổi danh từ vai Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bản năm 2001 và cho tới nay, nhan sắc của Hứa Tình vẫn nhận được tán dương của khán giả. Không chỉ có gương mặt đẹp sắc sảo, mỹ nhân sinh năm 1969 này còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi vóc dáng nóng bỏng nuột nà khó tin. Dù bước sang độ tuổi U50 nhưng Hứa Tình vẫn đốt mắt người nhìn với đường cong chữ S cùng 3 vòng chuẩn tới từng cm. Hiện tại, Thánh Cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân hoàng kim. 2. Châu Tấn Hoàng Dung. Châu Tấn không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi diễn xuất đỉnh của chóp mà còn gây lú với nhan sắc tươi trẻ như lão hóa ngược. Châu Tấn gia nhập làng giải trí bằng tác phẩm Cổ Mộ Hoang Trai năm 1991. Bằng diễn xuất thực lực, khả năng nhập vai đỉnh cao đã giúp Châu Tấn trở thành một trong tứ đại hoa đán màn ảnh hoa ngữ cùng với Triệu Vi, Trương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Cô còn có thành tích đáng nể như Tam Kim Ảnh Hậu. Về tình duyên của nàng, Hoàng Dung có phần lận đận. Cô từng có mối tình ngọt ngào bên Lý Á Bằng sau khi cả hai hợp tác trong siêu phẩm Anh Hùng Xạ Điêu. Nhưng chuyện tình này không đi tới bến đỗ cuối vì Lý Á Bằng đã phải lòng Vương Phi. Sau đó, Châu Tấn bất ngờ thông báo kết hôn với Cao Thánh Viễn nhưng cái kết cũng không được êm ả khi cả hai ly hôn vì bất đồng lối sống và ngôn ngữ. Ở tuổi U50, Châu Tấn đang hẹn hò với tình trẻ kém nhiều tuổi. 3. Lý Nhược Đồng. Nhắc tới mỹ nhân hoa ngữ U50, U60 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi phải kể tên Lý Nhược Đồng. Trong những năm vừa qua, nhan sắc và vóc dáng của tiểu long nữ Lý Nhược Đồng luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Ở tuổi U60, mỹ nhân này vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc mà ba cô gái trẻ ao ước cùng body nuột nà khó tin. Theo chia sẻ của Lý Nhược Đồng, để giữ nét tươi trẻ, cô duy trì thói quen ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày, luyện tập thể dục cường độ cao. Chính nhờ thế mà tiểu long nữ duy trì được vòng eo từ 56 đến 58 cm với cơ bụng có múi. Quả thực với sắc vóc hiện tại ở tuổi U60 của Lý Nhược Đồng thì khó có ai qua nổi. 4. Y Năng Tịnh. Y Năng Tịnh gây ấn tượng với khán giả bởi hình tượng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn khi cô vừa là ca sĩ, nhà văn và kiêm luôn cả diễn viên. Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, điều khiến khán giả phải trầm trồ chính là nhan sắc không tuổi của Y Năng Tịnh mặc dù đã bước sang tuổi 50. Nếu nhìn hình ảnh được Y Năng Tịnh chia sẻ trên mạng xã hội sẽ làm mọi người mất vài giây mới nhận ra đây là Y Năng Tịnh chứ không phải cô hot girl trẻ tuổi nào đó. Thậm chí, phong cách thời trang và thần thái của Y Năng Tịnh còn khiến các cô gái trẻ phải học hỏi và chạy theo. Về hôn nhân, Y Năng Tịnh từng kết hôn nhưng đã chia tay và cô về chung nhà lần hai với tài tử kém 10 tuổi Tần Hạo. Đi mác dù hơn tuổi nhưng cả hai vẫn xứng đôi vừa lứa bởi nhan sắc tươi trẻ của mỹ nhân Y Năng Tịnh. 5. Ôn Bích Hà. Ôn Bích Hà là mỹ nhân đình đám của xứ Cảng Thơm trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Cô được khán giả biết tới qua vai diễn Đất Kỷ trong phim Phong Thần Bảng năm 2001. Khi gần chạm ngưỡng U60 nhưng mỹ nhân này vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như gái đôi mươi. Nàng Đất Kỷ từng chia sẻ bí quyết gìn giữ tuổi xuân đó là duy trì thói quen tập luyện yoga trong nhiều năm để giúp cơ thể dẻo dai và bảo tồn những đường cong hoàn mỹ. Mỗi ngày cô còn uống điều độ, uống 2 ly nước ngâm đông trùng hạ thảo vào sáng thức dậy và tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, mỗi ngày Ôn Bích Hà còn ăn một quả táo để giải độc cơ thể, nhuận tràng, giảm cân và chống lão hóa.